Kính chào quý vị và các bạn. Tiếp theo khóa học đào tạo phần mềm AGIS 10.8. Hôm nay tôi hướng dẫn các bạn bài số 4 khái niệm về feature dataset nha. Feature dataset là một nhóm đối tượng có cùng hệ quy chiếu và hệ trao đổi. Đó, ta vào thực tế thực hành luôn nha. Đây. Việc đầu tiên, ta tạo ra một cái file dataset nha. Chuột phải new dataset. Đó, đặt cái này nháp nha. Rồi. Next nha. Thứ hai nữa, vô đây. Đó. Đây là hệ tọa độ địa lý, đây là hệ tọa độ phẩm nha. Rồi, ta vô đây. Chọn châu Á nha. Tạo VN 2000, kéo xuống tới chữ VN 2000 nhanh dần nha. Đây. Rồi, hết nha. Rồi. Tiếp theo là hệ tọa độ độ cao. Đây chọn ở đây. Nó đồng ghét ở đây. Rồi, châu Á luôn nha. Rồi, ta chọn tới hồng dấu nè. Đó, âm nét. Rồi bấm quý nhịp xong. Đây. Trong cái dataset này nó chứa những gì? Đây. Đó, các bạn thấy không? Hiện rõ cho các bạn nè. Thông nè, VN 2000 nè, Baro nè, Baget 4 nè, đó. Cái này sử dụng chung nè. Đó, các bạn thấy không? Ừ. Nè, chú ý nè. Rồi, chúng ta tạo như thế này là ok các bạn. Rồi, trong đây nhấp đâu vô để chúng ta chứa chuột phải nha, new sẽ chứa là data lát nha. Rồi, như đó được rồi. Rồi, cảm ơn các bạn đã nghe. Chúc các bạn thực hành thành công nha.